Theo thông tin mới được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, iPad Air thế hệ thứ sáu sẽ ra mắt vào tháng 10 với tư cách là phiên bản iPad mới duy nhất năm 2023. Bài đăng viết chỉ có dòng iPad Air mới được cập nhật trong năm nay, đồng thời cho biết thêm việc làm mới sản phẩm sẽ diễn ra vào tháng 10 và không có iPad Mini và iPad Pro trong năm nay. Chuyên gia Mark Guman của Bloomberg cho biết sẽ có một chiếc iPad Air mới với các thông số kỹ thuật được cải tiến đang được phát triển và thiết bị này dường như sẽ sớm ra mắt, có thể là vào tháng 10. Chuyên gia Gurman tin rằng sẽ có thêm một buổi ra mắt sản phẩm Apple vào tháng 10. Ông cho rằng sản phẩm này có thể ra mắt tương tự như việc giới thiệu các mẫu MacBook Pro, M2 Pro hay là M2 Max vào đầu năm nay đã được công bố thông qua những thông cáo báo chí và một đoạn video ngắn. Lần cuối cùng Apple cập nhật iPad Air là vào tháng 3 năm ngoái với chip M1 camera trước 12 megapixel và được nâng cấp hỗ trợ CentOS test cổng USB-C nhanh hơn, hỗ trợ 5G trên tất cả các mẫu di động và tùy chọn màu mới. Giá khởi điểm là 599 đô la Mỹ ở Mỹ cho dung lượng lưu trữ là 64GB. Giờ phân tích thị trường nhận định rằng hiện không rõ Apple Air thế hệ tiếp theo sẽ cung cấp những tính năng mới nào nhưng những khả năng bao gồm chip M2, cổng Thunderbolt như iPad Pro hay là di chuột Apple Pencil và các tùy chọn màu mới.